Vào giữa tháng 11, một vụ án nghiêm trọng xảy ra tại xã Hồng Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Nạn nhân là một thủ nhang tại chùa Minh Giám ở xã Hồng Việt, được phát hiện đã tử vong, miệng bị nhét rẻ. Như thường lệ, sáng sớm ông Nam thường qua chùa để dọn dẹp và tụng kinh. Tuy nhiên, khi đến cửa, ông Nam gọi mãi không thấy ông Ca đâu. Đi sâu vào phía trong chùa thì phát hiện một cảnh tượng. Ông Ca đã chết trong tư thế nằm dưới nền nhà, có rẻ bịt ở mồm. Bình thường như các ngày ấy, thì tôi hay ra chùa chơi ấy. Nhưng mà khi ra đấy thì thấy ông ở chùa đang phát phẩm. Thì tôi nghĩ là ông bị ốm ấy. Thì bình thường là ông ốm là ông sẽ không mở cửa ấy. Tôi vào xem là ông như thế nào ấy. Đấy, khi tôi vào trong người gọi ông cũng không thấy ông đâu. Tôi vào trong nhà thì thấy ông đang nằm ở dưới đất. Tôi nghĩ là ông kiểu như là bị cảm ấy. Tôi mới ra ngoài, tôi hô mọi người vào xem là đưa ông đi viện ấy. Nhưng mà khi một bác nữa ở xóm mới vào ấy, thì thấy ông nằm như đấy, một sờ thấy người lạnh ấy. Thì mới bật điện lên thì mới nhìn rõ là lúc đấy là ông đã tử vong ấy. Vụ việc ngay sau đó được trình báo lên cơ quan chức năng. Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thanh Hà nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng phòng kỹ thuật hình sự công an PC45 công an tỉnh, viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Khám nghiệm thi thể, tổ công tác xác nhận nạn nhân là ông Nguyễn Hữu Ca, sinh năm 1940, bị chết do gãy xương cổ. Cổ bị thắt, miệng bị nhét rẻ và trên người có nhiều vết thâm tím, được cho là bị đánh đập bằng gậy và then cửa. Chúng tôi đánh giá rằng là ở đây là nạn nhân có một cái sự tác động ngoại lực tương đối mạnh và tương đối phức tạp. Đấy là cái dấu vết bên ngoài. Thế còn đi sâu vào mổ tử thi thì về mặt các cái chúng tôi xem xét cái tổn thương sâu ở vùng đầu và vùng, tức là vùng sau hai tai đấy, thì đối với nạn nhân ống kích thì cái tổn thương sâu về mặt xương thì không bị tổn thương, tức là không bị vỡ xương sọ vùng này. Thế còn cái vùng cổ, vùng chằm thì khi mà chúng tôi giải phẫu cái vùng sau cổ, vùng chậm thì phần cơ và tổ chức di da và cơ thì tổ máu rất lặng, thậm chí đóng bánh dài và váng mỡ của trong tủy sống nó chảy theo ra vết mổ. Thế và cái tổn thương chính của ông này là bị gãy đốt xương cổ, ít nhất phải là hai người thì mới gây nên được cái việc mà chấn thương cho ông, thì phải có sự tì đè, phải có sự đánh và tự nhiên đè lên rồi tống đè vào mồm rồi chèn ép làm sao phải giữ như thế nào luôn, thì phải có nghiêng hai đối tượng, chứ một đối tượng thì
khả năng không thể làm, cũng có thể làm được nhưng mà nghiêng về hai nhiều hơn. Cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định cửa chùa Gian Tam Bảo bị mở và hòm công đức bị mở. Cùng hai chiếc điện thoại di động của ông Ca, tủ đựng sách kinh Phật của chùa bị lục soát. Tuy nhiên, quá trình điều tra ban đầu tại nơi xảy ra vụ án gặp khá nhiều khó khăn. Hiện trường không để lại bất cứ thông tin, dấu vết hay đồ vật gì liên quan đến đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an nhận định đây là một vụ giết người cướp tài sản. Tình tiết liên quan hiện trường như là cửa không bị phá, thế và các tài sản có giá trị như là đồ cổ, đồ thờ cúng thì không bị mất, nhưng mà đối tượng thì đều nhằm vào cái tài sản là tiền, và chủ yếu là tiền lẻ, tiền công đức trong chùa. Thế ngoài ra thì ở hiên còn cái đôi dép tông kiểu như của thiếu niên. Thế với cái hiện trường như vậy, tổng hợp các thông tin thì chúng tôi đánh giá đối tượng thứ nhất là người quen của người bị hại, thứ hai là đối tượng thanh niên mới lớn, và thứ ba là đối tượng là không phải là chuyên nghiệp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã lấy được một thông tin từ người dân cho biết nạn nhân ly hôn vợ rồi ra chùa được khoảng 10 năm. Có gia đình, có vợ, nhưng mà có vợ và con, nhưng ông không sống cùng vợ con mà chỉ sống độc thân một mình trong nhà chùa và ít quan hệ với người khác, với nhân dân. Đấy, cho nên cái nguồn tin đối với ông Kích chúng tôi rất hạn chế. Không nghề nghiệp, và đặc biệt cái là các đối tượng này nghiện game internet, thường xuyên bỏ nhà đi chơi. Một số người này khai chứng và xác định thì đối các đối tượng này thường xuyên đến ngủ nghỉ. Trước đó ông Ca có chăm sóc một đứa cháu họ tại chùa. Được biết Sơn là đứa cháu nghịch ngợm, bỏ học, mê game, nên được ông Ca đưa cháu ra chùa để chăm sóc với mong muốn cháu tu tâm tu tính. Tuy nhiên, khi mỗi ngày mỗi lớn, Sơn không thích ở cùng bác, về nhà đi chơi với bạn bè. Gần đây, Sơn thường rủ bạn thân là Nguyễn Huy Dương ra chùa chơi. Các đối tượng đã nắm rõ được đường đi lối lại trong chùa. Tuy nhiên, trước đó Sơn và Dương đã lấy trộm của ông Ca dây chuyền bạc nên ông Ca đã đuổi. Lúc này cơ quan công an tập trung điều tra hai đối tượng Nguyễn Hữu Sơn và ông Nguyễn Đình Hùng. Qua lấy lời khai từ người nhà được biết, Sơn đã nghỉ học, Dương thì vẫn đang học lớp 9. Hai đối tượng chưa có tiền án tiền sự nào nhưng lại nghiện game.
những thông tin thu nhận, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thanh Hà đã xác định nổi lên là nhóm đối tượng Nguyễn Hữu Sơn, sinh ngày 19 tháng 2 năm 2001 và Nguyễn Huy Dương, sinh ngày 31 tháng 1 năm 2002, đều trú ở xã Việt Hồng. Qua rà soát, cơ quan cảnh sát điều tra xác định đêm ngày 15 tháng 11, nhóm đối tượng trên có mặt tại khu vực chùa Minh Giám. Sáng ngày 16 tháng 11, Sơn và Dương có mặt tại hiện trường. Khi thấy lực lượng công an có mặt tại hiện trường, thì các đối tượng thuê xe lên thị trấn Tiền Trung, thành phố Hải Dương. Nguồn tin là có một đối tượng giống một trong hai đối tượng nghi vấn lảng vảng tại khu vực bến xe khách thành phố Hải Dương. Thì tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện Thanh Hà là chúng tôi đã có mặt ngay tại khu vực đấy và tiến hành rà soát xác minh. Thì khi chúng tôi xác minh được đối tượng nghi vấn thì đối tượng đã có thông tin đối tượng lên xe buýt trước đó gần một tiếng đồng hồ và trên đường là đối tượng bỏ trốn đi Hà Nội. Thế nếu như mà ngay lúc này mà để đối tượng mà đi lên trên thành phố Hà Nội thì có rất nhiều hướng đối tượng có thể trốn chạy, gây rất nhiều khó khăn cho quá trình truy bắt đối tượng để xử lý trước pháp luật. Thế thì bằng các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi đã xác định được là nhiều khả năng là đối tượng sẽ có mặt tại bến xe Gia Lâm. Với nguồn tin trinh sát kỹ thuật của PC45, Công an tỉnh Hải Dương, Công an huyện Thanh Hà xác định đây là hai đối tượng gây ra vụ án. Công an huyện Thanh Hà đồng thời cử ngay một tổ công tác bám theo đối tượng. Sát đã tiếp cận lái xe taxi và được cung cấp thông tin đối tượng có rất nhiều tiền gồm các mệnh giá khác nhau, chủ yếu là tiền lẻ. Phương án bắt cũng như biện pháp bắt là chúng tôi tính toán rất là kỹ để làm sao mà không gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, bởi người ta chưa hiểu được là các đối tượng này nó phạm tội gì. Do vậy là nhiều khi người ta gây khó khăn cản trở. Chính vì thế chúng tôi làm cũng báo cáo xin kiến lãnh đạo và làm rất là bài bản, thể hiện cái việc là chúng ta kiên quyết, nhưng chúng ta không thể kiên quyết như các đối tượng nó lưu manh, những cái đối tượng này nó đã thành niên rồi. Công tác đã bắt được hai đối tượng tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ hai chiếc điện thoại di động của nạn nhân, 550.000 đồng trong túi của Sơn, 270.000 đồng trong ba lô của hai đối tượng. Tiền mệnh giá chủ yếu là 1.000, 2.000 đồng.
Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã phủ nhận trước cái chết của ông Ca. Tuy nhiên, chúng lại không lý giải được trong người lại có nhiều tiền lẻ và đặc biệt là hai chiếc điện thoại của nạn nhân. Trước những chứng cứ và lập luận logic của cơ quan cảnh sát điều tra, Sơn và Dương dần thừa nhận đã dùng tuyếp sắt và then cửa đánh ông Ca tử vong. Theo lời khai, do cần tiền để trả nợ và chơi game, Sơn đã rủ Dương và Chùa Minh Giám khống chế ông Ca để chiếm đoạt tài sản của ông Ca cũng như chiếm tài sản của Chùa Minh Giám. Cái việc là tại sao mà các đối tượng ra tay rất là tàn độc với ông Nguyễn Kích này, nó có một lý do rất là cơ bản, là vì các đối tượng lý giải vì là ông Kích là biết hai đối tượng này, quen biết hai đối tượng này, nếu hai đối tượng mà không giết bằng được ông Kích thì chắc chắn là hai đối tượng biết sau này mình sẽ bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ, nên các đối tượng đã ra tay một cách quyết liệt và bằng mọi giá là phải giết được ông Kích. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương kết luận hành vi của bị can Nguyễn Hữu Sơn và Nguyễn Huy Dương đã phạm vào tội giết người cướp tài sản quy định tại điểm E khoản 1 điều 133 Bộ luật hình sự. Các bị can có đủ năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện hành vi với lỗi cố ý, vì vậy phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình. Giữa năm 2017, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Do thời điểm phạm tội, cả hai bị cáo Nguyễn Hữu Sơn và Nguyễn Huy Dương đều chưa đủ 18 tuổi, nên mỗi người đã bị tuyên phạt 12 năm tù cùng với tội giết người cướp tài sản. Sự việc gây bức xúc trong nhân dân địa phương vì hai đối tượng bị tình nghi gây ra vụ án mạng, tuổi đời còn rất trẻ. Đối tượng Sơn lại có quan hệ họ hàng với nạn nhân, có đối tượng được nạn nhân thương yêu, quý mến,